Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 8 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết Hai Nhà của cố tác giả nhà văn Lê Liệu. Chúng ta cùng xem liệu nhân vật Tâm của chúng ta sau khi chấp nhận đi Sài Gòn để lập nghiệp kiếm được kinh tế thì liệu có về để sửa tiếp cái ngôi nhà đang rất là cũ nát của mình hay không. Anh nhận được thư của con anh. Thằng cún chưa học hết học kỳ 1 của lớp mẫu giáo, viết cho bố. Lá thư đầu tiên anh nhận mừng hơn cả mấy tháng lương đầu tiên được nhận. Chỉ có mấy tháng trời đã hai lần hai tay anh chìa ra lầy bẩy nhận từ tay người khác những đồng tiền cho kẻ đói và lá thư cho kẻ làm cha hờ. Người ta bảo xa thơm gần thối. Có lẽ cứ ở xa nhau lại đỡ mặt nặng mày nhẹ, thấy quý nhau hơn. Có thể vợ anh sai con viết thư phần về những đồng tiền anh gửi về, phần cũng đã nghĩ lại, chắc chắn có điều đó. Với sự bất cần của cô ta, nếu không cảm thấy chút nào vương vấn, dù có chặt đầu đi cũng không thể bắt được cô ta phải làm cái việc mình ghét bỏ. Huống hồ, lại còn dạy con viết thư cho anh. Lá thư hầu hết sai hoặc không có phụ âm, nhưng anh luận ra cả. Bố ơi, bố, ó ẻo ông on an ý à ẹ, úng ẻo à ì ong, bố, ê, ăn, ết, ứ ửi yên ong ê am y. Bố ơi, bố có khỏe không? Con, anh Tí và cả mẹ cũng khỏe. Cả nhà chỉ mong bố về ăn Tết, cứ gửi tiền nong về làm gì. Tiếp sau đấy, Tí lớn viết. Tết này thế nào bố cũng phải về ăn Tết. Không, có bạn con nó bảo bố mày bỏ mẹ con mày đi với cô khác rồi. Bố phải nhớ đấy nha. Vợ anh cũng như là tiện thể ghé vào vài dòng. Nếu bận quá chưa về được, thỉnh thoảng bố viết cho các con mấy chữ. Bà lúa nhà cô Khoai ở quê nhắn ra. Ông khỉ chết hôm 17 tháng chạp, thằng Xuân Đông nhà ông Vại mốc bỏ đi. Để ý xem nó có ở Sài Gòn không, nếu có báo tin cho ông ấy. Nhớ viết thư cảm ơn anh chị nhà thơ và thằng Hồng. Lần nào đến nó cũng cho các con quà và chủ nhật cho đi công viên, lại mua cả quần áo cho hai đứa. Nó bảo hè này đưa hai con vào với bố, bọn trẻ thích lắm. Xem có gì đáng giá một tí mua tặng nó. Thằng bé nó tốt làm mình phát ngượng lên. Chú ăn uống cẩn thận và giữ gìn sức khỏe, mấy mẹ con nhớ bố nhiều. Nhưng không còn mùa hè nữa. Không còn biết được thằng Hồng thích cái gì mà mua tặng nữa. Một lá thư gửi đi buổi chiều, thì chập tối anh nhận được tin nó đã chết vì một tai nạn đột ngột. Một tai nạn từ đâu ập đến đã giết chết thằng Hồng. Với nó, chỉ cần gãy tay, què chân, anh đã không thể nào ăn ngon ngủ yên, đừng nói đến chuyện chết. Ai đã giết nó? Kẻ nào? Tai nạn nghiêm trọng đến mức ông bảo vệ đêm ở cơ quan chỉ được phép nói một câu duy nhất. Thủ trưởng bảo anh phải bay ra ngay trong buổi sáng ngày mai. Mọi việc sẽ nói sau. Việc quái gì anh phải quan trọng thế? Tâm nổi cáu qua máy điện thoại. Người bảo vệ vẫn kiên quyết không giải thích. Tâm bảo nếu không biết lý do anh sẽ không ra. Đây là tình cảm riêng của anh. Mắc mớ gì đến cơ quan? Bằng cách nào anh cũng phải ra ngay trong ngày mai. Anh thông cảm, tôi không thể biết gì thêm. Tâm dập máy ngồi thờ ra, đau đớn và uất giận. Ngày ấy mọi người, kể cả thủ trưởng tòa báo cũng không có điện thoại nhà riêng. Muốn hỏi việc gì phải đợi giờ hành chính ngày hôm sau mới gọi về cơ quan. Ngay người bảo vệ được tổng biên tập giao nhiệm vụ cũng phải ra bưu điện gọi chứ không có chìa khóa mở vào phòng hành chính, nơi đặt chiếc máy duy nhất của tòa soạn. Đêm đó Tâm chạy đi khắp nơi, dùng mọi mối quan hệ anh và ông tỷ phú đầu nậu sách mới mua được hai vé bổ sung, nghĩa là ngồi ghế trên chuyến bay sớm nhất ngày mai lúc 12:15. Chưa đến 3 giờ chiều, Tâm và người em út của nhà thơ đã về đến Hà Nội. Người trực đêm qua đứng ngay trước cổng cơ quan, hình như cốt để trực Tâm. Trông thấy anh, người trực bảo phải đi ngay đến nhà tang lễ của bệnh viện Phù Doãn. Đến nơi, cháu Hồng đã được đưa đi mai táng ở nghĩa trang Văn Điển. Anh lao thẳng đến đấy thì chỉ còn lại một nấm mộ phủ đầy hoa trắng, nghi ngút khói hương. Anh nhào vào nấm mộ, nằm úp mặt lên một vòng hoa, hai tay giang ra, như cố ôm lấy mà không ôm được. Cố ép lại gần với nó mà chỉ thấy những đầu dây thép buộc khung vòng hoa đâm vào mặt, vào người. Máu anh chảy ra đầy mặt. Anh không hề biết đến chuyện đó, kể cả khi ông chủ của anh và người lái xe của cơ quan ra đón. Ông chủ lấy khăn lau mặt và đỡ anh ngồi dậy. Anh cũng không hề biết là mình đang gào thét muốn giật lại nó. Chú cứ yên tâm mà đi, các em ở nhà đã có cháu giúp cô. Ông ơi, dạ, chú thương và yêu cháu hơn cả con chú. Cháu cũng thương chú lắm. Hai chú cháu đang ôm ghì lấy nhau ở sân ga Hàng Cò hay ở đâu.
Rõ ràng là anh nghe thấy tiếng kèn lâm khốc và tiếng gào thét rất thảm thiết. Nhưng thực ra, chỉ là những người đào mả vác cuốc vác mai trên vai đang lững thững đi ra. Không buồn, không vui, vô cảm và hứng hờ như những người xã viên của hợp tác xã trước đây cuốc ruộng vừa nghe thấy tiếng kèn đầu tiên đã nhảy phát lên bờ. Anh cũng không hiểu anh đang khóc hay đang cười gằn. Nước ùa ràn lên mặt anh là nước mắt rào ra vì cười, vì khóc hay vì trời vừa đổ một cơn mưa làm cả mấy người cùng ướt như chuột lột. Anh vẫn nghe được bước chân rất nhẹ và tiếng nói như rất xa xăm của hai người cùng đi, nhưng không biết họ đang làm gì ở ngay cạnh anh. Chỉ đến lúc cả hai người gỡ tay anh ra khỏi những vòng hoa, sốc anh đứng lên, lại lấy khăn lau mặt và tóc cho anh, bảo ngồi dậy tiễn biệt cháu đi. Chúng tôi thắp hương cho cháu rồi. Anh mới tỉnh ra và ngoan ngoãn đi theo họ. Về đến cơ quan, anh bảo vệ nói mọi người vừa mới ở đây về chừng vài phút. Tôi không cần biết, anh nói ngay cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Ồ, thế anh chưa... Ông ngỡ mở nó vừa chứ. Đêm qua hỏi không nói, bây giờ lại bảo tưởng anh biết. Biết gì ở cái nghĩa trang không một bóng người giữa lúc mưa gió hả? Nghe Tâm nói gần như hét lên, ông ta có vẻ ngại ngại. Nhưng một trung tá công an về hưu, đi làm thêm cho vui, đâu có dễ dàng để Tâm bắt nạt. Thì một vài phút nữa anh cũng sẽ biết. Để tôi pha ấm nước nóng uống đã. Trong môi anh khô khốc quá đấy. Uống chén nước rồi tôi nói, cũng đơn giản thôi mà. Nói thế, nhưng sợ Tâm không đủ kiên nhẫn chờ đợi nên khi vừa cầm lấy ấm, chưa kịp đổ nước tráng, ông đã nói nguyên do xảy ra sự việc. Rất ngắn, rất đơn giản. Chỉ đơn giản là đêm hôm kia, khi vợ ông hàng xóm tên là Nhân xông vào đánh Linh Anh vì tội cô ngủ với chồng bà ta. Cháu Hồng đưa đám trẻ con nhà Tâm đi chơi về thấy thế, xô vào, gỡ tay bà Nhân đang túm tóc cô Linh Anh. Bà Nhân kêu là: Mày gọi người đến giết bà, có giỏi cứ giết bà đi. Cùng lúc ấy con trai bà Nhân ở đâu về, lao vào bếp vác con dao bầu ra, đâm vào bụng cháu Hồng, rồi chém cả lên đầu, dập sọ não, đưa cháu đi cấp cứu, chưa đến bệnh viện, đã chết. Câu chuyện kể chưa ngấm, ấm trẻ đã hết. Đơn giản quá. Chỉ đơn giản có một chuyện nhỏ, ông Địa ngủ với vợ Tâm. Vợ ông ấy đánh ghen, thằng con trai bênh mẹ cầm dao đâm chết người đến can. Trời ơi, đơn giản quá. Đơn giản quá. Hồng ơi, cháu ơi, đơn giản thế thôi. Hồng ơi, cháu ơi là cháu ơi. Tâm lấy hai bàn tay, úp lên mặt, gục vào tường, người rung lên từng chập. Chừng 5 phút sau, anh ngẩng lên, lạnh nhạt hỏi trống không. Vợ tôi với các cháu đâu? Dạ, tôi không biết anh ạ. Ý kiến của cơ quan về việc này thế nào? Dạ, dạ, xin lỗi, xin lỗi. Anh bảo người lái xe. Ta đi thôi. Đi đâu ạ? Về nhà tôi. Xe về đến đầu dốc thì bị tắc. Người kéo nhau ùn ùn đổ đến mỗi lúc một đông. Đi xem người thắt cổ chết. Ai thế? Lão Địa. Làm sao? Ngủ với vợ em trai kết nghĩa. Kết và vợ nó. Nó giết chứ gì? Chắc thế. Nghe nói thân nhau lắm. Con trai cắn làm đôi, gắn bó keo sơn hơn cả anh em ruột thịt. Ai bảo thân thiết nhau lắm vào. Tin bạn, mất vợ. Thấy bảo anh chồng này đi công tác, toàn ra vợ cho ông này cai quản hộ. Thế thì mỡ đặt vào miệng mèo, trà trách, có rời giữ. Không biết có phải nghe những lời đồn đại thất thiệt ấy mà người Tâm thấy tỉnh ra. Không thể cứ ngồi trong xe để người đi qua xúc xiểm chê bai. Hàng trăm, hàng nghìn người đi qua xe, ai cũng nói những lời độc địa, phì báng vợ anh và lão Địa. Anh bảo ông chủ của mình tìm cách cho xe về chỗ nhà cháu Hồng, còn anh thì đi bộ về nhà. Anh cởi chiếc áo khoác trùm lên đầu như kiểu che mưa, thực chất để giấu mặt mình khỏi bị người khác nhìn thấy. Anh đi đến giữa dốc thì gặp xe cứu thương, đưa xác của lão Địa đi kèm với xe của công an, nên trong sự xô đẩy chen lấn ấy, anh dễ dàng tránh mặt mọi người. Các cửa nhà lão Địa mở tất cả, trông toang hoang. Các cửa nhà anh đóng kín, khóa ngoài. Không có điện. Chắc chắn vợ con anh không thể trở về nhà vào những lúc này. Nhưng đi đâu? Tình cảnh của mấy đứa trẻ ra sao? Anh đi loanh quanh, chưa hết một vòng quanh khu tập thể 6 gian. Thì chị Phe kêu: Chú Tâm đấy hả? À,
Từ trên dốc lúc chú ra khỏi xe, chị đã nghi nghi, trời ơi! Giọng chị rầu rầu, đau đời quá chú ơi! Chị bảo là chị không ngờ có cái chuyện vợ tâm với lão Địa. Cả xóm cũng không có ai nghĩ lại có cái chuyện như nhuốc ấy xảy ra. Vì thế cho nên đêm hôm kia, mãi đến gần sáng sau, khi đưa thi hải cháu Hồng đi, công an dẫn cả vợ con nhà lão, những người có liên quan đến cái chết của cháu Hồng lên đồn. Còn một mình lão ở nhà, chắc nghĩ nhục quá, thất cổ chết. Từ lúc nào, không ai biết. Nhưng có lẽ là nội nhật trong đêm hôm qua. Vì chiều chị phe ra máy nước còn thấy bóng ông ta thấp thoáng đi trong nhà. Chắc là viết xong thư thì chết. Thư viết cho chú Tâm, dài lắm. Trưa này con gái ông ta về gọi cửa. Gọi mãi không được thì đấm thình thình và kêu rất to. Cả xóm chạy xô ra, đoán chắc lại có sự gì đấy, nên ra rất đông. Gần như là cả khu tập thể nhà máy cũng chạy đổ xô ra xem hết. Người ta phá cửa vào thì chị phe dùng người lặng đi. Một lúc sau, như hoàn hồn, chị bảo là cái chuyện này nó ê chề, nhục nhã, gấp hàng trăm, hàng vạn lần chuyện con bé bán thực phẩm ở cửa hàng đầu dốc ăn cắp 1 tấn mốt thịt lợn, cũng vừa mới bị bắt ngày hôm nay. Chị là người bao giờ cũng đoán trước được ý mọi người, nên biết là Tâm bây giờ đang cần gì. Chị bảo, không hiểu cô ấy và các cháu còn dưới đồn hay là về rồi, mà về thì đi đâu, mấy ngày nay chị cũng không nhìn thấy. Thực ra, lúc này Tâm cũng không bụng dạ nào để biết thêm một việc gì, kể cả ở những đứa trẻ. Lúc ở trên đầu dốc, anh rất muốn biết xem chúng nó đi đâu, nhưng đến lúc này, anh không cần nữa. Anh thẫn thờ lên dốc, đi qua một vườn hoa, đến bến tàu điện, đi xuống Bạch Mai. Rồi từ Bạch Mai, đi bộ xuống Nghĩa Trang Văn Điển. Những người quản lý Nghĩa Trang không nghĩ anh là kẻ đào mả trộm, nhưng cũng không cho anh vào giữa đêm hôm như thế này. Anh ngồi phịch xuống, ngả đầu vào hàng rào bằng xi măng ngay cạnh cổng chính của Nghĩa Trang, như là một kẻ tâm thần. Nếu không vì thất sủng chán đời thì cũng đang nuôi một mưu đồ đen tối nào đó, khiến những người bảo vệ Nghĩa Trang và những kẻ đi đào mả trộm, ăn cắp hoa tươi đều gườm gườm nhìn anh, vừa nghi ngờ, vừa dè chừng và thương hại. Mặc cho đến mãi mãi sau này, anh vẫn không hiểu vì sao lúc đó anh lại có cái quyết định tỉnh táo, vô cùng trong sạch và nhân đức ấy. Nếu không xuống, gục đầu vào những cây cọc xi măng ở Văn Điển, thì những gì sẽ xảy ra trong đêm hôm đó đối với những kẻ đã gây ra cái chết của cháu Hồng, những kẻ đã tạo ra thói quen buông thả, tự dè dúng mình, tự làm nhơ nhuốc bẩn thỉu đời mình, như con vợ phản bội của anh, như con giặc cái di đen. Có lẽ chỉ ngủ cạnh những người chết, kẻ sống mới đỡ độc ác, mới đại lượng, mới cao thượng, đến mức người ta không nghĩ anh là tên đảo mà trộm, mà chỉ cho là kẻ điên rồ và ngu dại. Thì chỉ có kẻ điên dại ngu đần như anh lúc này mới không làm ra tội ác, như là một thứ tiếp tay cho kẻ ác nối dài mãi những tội ác một cách nhơ bẩn, mà ai mở mồm ra cũng lên án nó, nhưng lại tiếp tay cho nó. Thư tuyệt mệnh của Trần Địa gửi Nguyễn Thanh Tâm, gian số 6 của ngôi nhà tập thể 6 gian. Chú Tâm kính mến, vô cùng quan trọng và yêu mến của Hoàng Địa. Tôi biết là chú sẽ tẩm lợm, nhổ vào lá thư này, sẽ toạc nó ra thành từng mảnh giấy vụn, vứt vào chỗ bẩn thỉu nhất, kinh khủng nhất. Giống như lúc này, nếu gặp tôi, không chỉ nhổ vào mặt, chú còn vằm tôi ra, tháo khớp, róc thịt, như kiểu làm thịt một con chó thui rồi vứt xuống cống rãnh, chưa chắc đã hả giận. Nhưng rồi, nhất định chú phải đọc. Không làm được nhà báo như chú, nhưng về phương diện làm người, chắc chắn tôi là kẻ từng trải, chiêm nghiệm sự đời và chịu nhiều nỗi đau oan khuất, khốn khổ, khốn nạn. Không chỉ hơn chú, mà bất cứ một người nào sống trên cõi đời này cũng không đau đớn và ê chề nhục nhã đến như tôi. Vì thế tôi tin là chú sẽ đọc, dù uất giận đến thế nào, cũng vẫn phải đọc. Lá thư trong túi của một kẻ tự vẫn nhất định phải được đọc. Không phải chỉ một người, mà nó sẽ được lan truyền đến hàng trăm người. Không chỉ đọc một lần, có khi người ta thuộc từng chữ, từng dòng. Nó lại giống như việc tôi ăn ngủ với vợ chú là một hành động đều ra nhất.
Nó táng tận lương tâm đến mức chú có thể coi tôi như một con vật không bao giờ muốn nhắc đến. Nhưng lại rất cần tìm hiểu nó xem. Vì đâu? Tại sao? Lại dẫn đến sự thảm khốc này. Vì thế dù biết mình là kẻ có tội lỗi không thể tha thứ, tôi vẫn muốn biết đầy đủ, chính xác, không giấu giếm bất cứ một điều gì. Dù là chỉ trong ý nghĩ và việc làm của tôi suốt hàng chục năm, anh em kết nghĩa keo sơn, hai người như một. Cả chục năm có thể nói trừ khi chú đi công tác xa hoặc xuống cơ quan ở, còn không lúc nào là anh em không giải bày tâm sự với nhau, như kiểu rứt ruột mình ra. Như anh em mình vẫn nói là con trấy cắn đôi, nhưng có những điều sâu kín không thể nào rút ruột ra được, như chuyện bậy bạ giữa tôi với cô ấy nhà chú, để dẫn đến nỗi đau thương tang tóc hôm nay. Trước hết, tôi phải khẳng định lại với chú là những điều anh em mình đã nói với nhau, những tình cảm dành cho nhau, nó hoàn toàn có thật và hoàn toàn chân thực. Sự nhẫn nhục, nỗi gian truân của hai anh em mình giống hệt nhau. Những cảnh ngộ của hai người cũng giống như hai giọt nước, như một khuôn đúc ra. Chúng ta đã thấu hết tâm can của nhau, nghĩa là ở đời này không có ai gắn bó với nhau, đồng cảm với nhau, hiểu nhau và cùng một hoàn cảnh, cùng tâm trạng, cùng một ý chí, chịu đựng, nhẫn nhục và có chung một mục đích sống như hai anh em nhà mình. Tôi biết chú rất khinh bỉ sự vơ vào của tôi, nhưng dù thế nào, tôi cũng là kẻ sắp chết. Chỉ ngày một, ngày hai, thậm chí trong dăm ba tiếng đồng hồ nữa là cùng. Khi viết xong cho chú lá thư này, tôi có thể yên phận ra đi, dù biết rằng những dòng thư không rửa sạch những vết nhơ của tôi, nhưng chỉ mong được chú hiểu rõ phần nào cái nguồn cơn của nó, là tôi thấy vong linh mình đã được mãn nguyện, là kết chết sẽ hiện ra. Một con dao găm tôi đã đặt dưới chiếu, một cái thòng lòng bằng xanh tuyê bạt và hơn 200 viên thuốc ngủ tôi đã chuẩn bị sẵn cả. Chết bằng cách nào, bất kể hoàn cảnh nào tôi cũng nhất thiết phải chết. Đêm nay và ngày mai, vợ con tôi ở cả trong đồn công an, đợi người ta mai táng cho cháu Hồng xong mới hỏi tội những người gây ra án mạng. Còn tôi, lúc đó không có mặt ở nhà. Nhưng khi người hỏi, kẻ khai, đã tìm ra nguyên nhân sâu xa về cái chết của cháu Hồng, chắc chắn là tôi không thể vắng mặt. Tranh thủ thời giờ lúc người ta chưa giờ đến, tôi viết những dòng tâm huyết, gửi lại chú. Ở lá thư này, tôi không có ý định thanh minh, cũng không xin chú tha tội. Đằng nào tôi cũng chết, thì xin trò làm gì? Tôi viết lại cho chú chính là để giúp chú chiêm nghiệm sự ra đời mà định liệu lấy cuộc sống của mình. Sở dĩ lương tâm tôi bắt tôi làm việc này, vì chú là con người tốt quá. Tôi không nỡ để quãng đời còn lại của chú lại gặp trăng hay chớ, phó mặc cho vợ con nó điều khiển tình cảm của mình, mà không có cái đích tự mình định ra để bắt buộc mình phải tiến tới. Thật chớ trêu thay, cái đích làm thỏa mãn cho tôi lại là cơ thể vợ chú. Lúc sự sung sướng tràn trề làm thỏa thuê đời tôi lại là lúc đau đớn tận cùng của đời chú. Khi tôi đã mỹ mãn, lại là lúc lòng căm thù bốc lên ngùn ngụt ở chú. Xin chú hết sức cố nén lại để đọc tiếp cho đến hết lá thư này của tôi. Khi tôi đã viết ra được sự thật này, có nghĩa là tôi đã cảm nhận được rằng mình không còn là một thằng người. Vì thế tôi mới quyết định tìm lấy cái chết. Tôi cũng tin rằng khi tôi chết, chú mới bớt thù tôi. Ai đi hận thù cái xác chết làm gì? Kể cả chú có băm nát cái xác chết của tôi cũng chẳng để làm gì. Nghĩ như thế tôi mới dám trơ trẽn nói ra tất cả mọi điều. Mà kể cả chú cũng lầm tưởng về cái gọi là đạo đức, nhân cách và lý tưởng của tôi. Tôi không có nhân cách, đạo đức, lý tưởng gì cả. Suốt đời tôi nuôi dưỡng lòng căm thù và quyết chí đeo đuổi sự trả thù. Thế thôi. Vì sao ư? Vì đơn giản là con người ta sinh ra vốn đã muốn hơn người. Không chịu nghèo khó và khổ cực hèn kém hơn ai. Ít ra là không chịu thua kém chúng bạn của mình. Dù có đẻ sinh đôi, hai đứa dính vào nhau, thì hai cái mặt quay đi cũng cả đời cố chí giành giật và mong mỏi để hơn nhau. Bị kém cạnh dù chỉ là cái móng chân của thằng A không mọc ra được bằng thằng B đã ganh tị. Ghen ghét nhau, một miếng cháo bón không đều đã dãy nảy lên, kêu khóc và ấm ức. Tất cả những ấm ức, những ganh ghét của sự thua kém đó dồn tích lại, kẻ có trí cao thượng thì mắm môi mắm lợi để vượt lên. Kẻ nhỏ nhen tầm thường không vượt lên được thì cố trí phá nó để nó bằng mình hoặc kém cỏi hơn mình. Được thế là thắng lợi rồi. Làm gì có sự ruột thịt hai là một. Như tôi vẫn nói với chú,
Thật ra những gì xảy ra giữa tôi và chú đều là thật, nhưng cái gọi là lý tưởng tốt đẹp thì tôi đã đánh cắp của chú. Tôi sống cho lòng hận thù mà lại bảo chú là phải yêu thương. Tôi giả mà lại bảo chú phải sống thật, phải hết sức thật thà với nhau. Tôi và vợ tôi đều giống cô vợ chú, những kẻ sống suốt đời bằng lòng hận thù. Tất nhiên, lòng hận thù của tôi là có mục đích, tôi sẽ kể sau. Còn vợ tôi và cô ấy, nhà chú, thì lòng hận thù hồn nhiên đơn giản lắm. Nó hồn nhiên như một thói quen tự nhiên, như người ta hút lấy khí trời mà sống. Vợ tôi và cô ấy nhà chú, những lứa tuổi con em chúng ta ấy, cả tôi và chú đều bằng tuổi bố vợ mình chứ còn gì. Từ khi tập tọng học nói và nghe hiểu được điều người khác nói, đã là học căm thù chứ không học yêu thương. Ít ai dạy lòng yêu thương thành thật. Căm thù bọn giặc cướp nước và bán nước là lẽ đương nhiên, hết sức cần thiết. Nhưng căm thù giàu sang có lúc lại căm thù đói nghèo, căm thù rốt nát lạc hậu, căm thù bố mẹ, căm thù anh em, căm thù vợ chồng, căm thù con cháu, nếu họ rơi vào cái khung địa chủ phú nông. Kể cả làng đi ăn mày, vẫn phải đủ số địa chủ theo cái khung đã được định sẵn. Nếu họ là kẻ lầm đường lạc lối, kể cả làng, cả tổng, cả huyện trong vùng địch, thì hàng ngàn thanh niên đều phải bắt buộc lầm đường, lạc lối. Sống căm thù nhiều quá, thành ra lúc yêu thương chân thật không quen. Thói quen căm thù của một số cơ chế cũ cộng với không khí dân chủ lưu manh từ Tây Âu và nước Mỹ đưa lại, không phải chỉ phá tan thành lớp người như vợ tôi và vợ chú, mà còn nhiều sự đổ vỡ tiếp theo nữa. Ai sống không đúng ý họ, căm thù. Ai hơn, họ căm thù. Ai bảo họ phải sống có đất lề quê thói, họ bảo mất nhân quyền. Ai khuyên họ phải sống đói cho sạch, rách cho thơm, giấy rách phải giữ lánh lề, họ bảo mất tự do. Ai bắt phải kính trọng, yêu thương và nghe lời bố mẹ, họ bảo mất dân chủ. Cái gì căm thù và mất khiến loại người như vợ tôi và cô ấy nhà chú không thể yêu ai hơn chính bản thân họ. Mà họ thì cái gì cũng thấy mình mất, mất rất nhiều thứ nên phải cố giật lại, chụp giật thật nhanh, thật nhiều thứ cũng chẳng thấm tháp gì. Bao giờ cho đủ, khi lòng tham của đàn bà muôn đời vẫn là cái thùng không đáy. Giá như chú hiểu được như thế, thì chú bớt đau khổ đi rất nhiều. Tôi giống chú ở cái bề ngoài, sự đau khổ và cam chịu. Tôi giống vợ tôi và cô ấy nhà chú là sự trả thù cho lòng căm thù và mất. Nhưng bên trong thì khác, gần như tôi ngược lại. Tôi có mục đích và biết lừa dối chú và hai người đàn bà. Sau cuộc kháng chiến chống Pháp, tôi biết chỉ riêng cái lý lịch địa chủ cường hào ác bá, đại gian đại ác của bố tôi đã làm tôi không thể ngóc đầu dậy, huống hồ cả bố mẹ anh em tôi đều theo Mỹ Diệm đi Nam bán nước hại dân. Chỉ mình tôi ở lại và tôi hiểu rằng phải lột xác thành một kẻ khác. Vì vậy từ một anh lính có bằng tú tài, ăn chơi ngang tàng, trở thành một kẻ nhu nhược, ai sai gì cũng được, ai bảo gì cũng nghe, ai mắng nhiếc, mạt sát, ai phê phán thành phần bóc lột nhẹ nhàng hay căng thẳng dữ dội, tôi đều nhận hết tội lỗi về mình, do mình gây ra. Suốt những năm tháng, trình cán, trình quân, rồi giảm tô cải cách, tôi chỉ có hai việc. Tự vu cho mình rất nhiều khuyết điểm, gia đình mình rất nhiều tội ác và cắm mặt vào sách học, học vụng trộm trong khi đi ngủ, trùm chăn kín người, áp đèn pin vào sách, học lúc đi tăng gia, đi tập, thậm chí khi đi vệ sinh cũng đem sách học. Đợt giải trừ quân Mỹ đầu tiên năm 1958, 8 vạn bộ đội phục viên, trong đó có tôi. Nhờ học tôi đã đỗ loại ưu vào trường Bách Khoa, học khoa cơ khí. Với cái mác bộ đội chuyển ngành, tôi trở lại Quế Võ Bắc Ninh, nơi đóng quân cũ, lấy vợ. Ở đây năm 1953, dẫn tiểu đội đi tiền trạm cho chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi gặp cháu gái Trân Châu 11 tuổi. Hỏi, nhà mày ở đâu cháu? Cháu nhanh nhẩu dẫn tôi về nhà mình. Bữa cá trê nấu dưa khú tối hôm đó ở nhà cháu, khiến 6 năm sau tôi còn nhớ phải lần về tìm. Cả nhà đều nhớ đến tôi. Riêng cháu gái 17 tuổi thì đỏ bừng mặt khi tôi nhìn vào mắt cháu. Lúc tôi đi, cháu hỏi, chú được mấy em rồi ạ? Chú chờ cháu để trả lời đấy, có được không? Mặt cháu bừng đỏ dậy lên như chườm vào lửa. Cháu vội vàng chạy ra buồng, đóng cửa lại và khóc. Sau này thì cháu bảo thế. Năm sau chúng tôi cưới nhau. Vợ tôi đen, nhưng rất có duyên. Ai đã nói chuyện với vợ tôi rất khó dứt ra, bởi vì hai con mắt buồn buồn và cái miệng lúc nào cũng mỉm cười của cô ấy. Cô ấy nhanh nhẹn, hóm và rất trẻ, kém tôi 20 tuổi. Lấy vợ xong, không những tôi vẫn là sinh viên giỏi, mà còn luyện cho vợ tôi học hết lớp 7.
và thi đỗ vào trường trung cấp. Hai vợ chồng được một nửa gian nhà trong khu tập thể trường Bách Khoa. Cũng là do cái mác bộ đội và học giỏi, tôi mới được 6m² ngoại lệ ấy. Thế là thỏa mãn lắm rồi. Toàn bộ trí lực, ước ao của tôi dồn vào mục tiêu vợ tôi học giỏi, ra trường công tác ở Hà Nội. Và cả hai công tác ở nội thành. Với mọi người, ước mơ này quả là lớn. Với tôi, nó còn quá sức tưởng tượng một cách ghê gớm. Nhưng không thể không được, vì đấy là toàn bộ thách thức ngầm của tôi đối với xã hội. Gia đình tôi thời nào cũng là một đại tư bản. Dù cái số phận của tôi khốn kiếp đến thế nào, thì tôi cũng phải ở Hà Nội, Hải Phòng hoặc Nam Định, không thể ở một vùng quê kiểng, hòa mình vào đám đông chân đất mắt toét. Tôi có về quê nội, quê ngoại là để tỏ ra mình có sự quan tâm của một nhà trí thức, một con nhà nề nếp gia giáo, có học hành. Thời thế thế nào thì cũng là người chỉ bảo dạy dỗ họ, chứ không thể để họ nhờn mặt. Cố sống cố chết tôi cũng đạt được ý nguyện của mình. Vợ tôi là thợ điện, tôi là cán bộ giảng dạy của trường đại học. Không những cả hai đều có hộ khẩu, lại còn có cả 18m² nhà lợp ngói và hàng chục mét bếp vẩy da của vợ tôi được chia trong khu tập thể của trường trung cấp. Cũng có nhiều người thì thào, nhưng tập thể lãnh đạo đã quyết, ai dám ho he. Với riêng tôi, cái tiêu chuẩn ấy có được là do đổi việc vợ tôi có chửa với ông hiệu phó phụ trách nội bộ, trong khi tôi dẫn sinh viên đi thực tập 3 tháng. Chuyện ấy ngày xưa là kinh khủng lắm. Người ta rình rập thì thầm, còn nghiêm trọng hơn cả rình mất thuốc viện bây giờ. Nhưng khi vấn đề đã được khoanh lại, thì lại phải hết sức cảnh giác bàn tay của kẻ địch. Vấn đề của vợ tôi đã được khoanh lại, cho nên mọi người lại phải thì thầm bảo nhau, cẩn thận không mắc mưu kẻ địch phao tin đồn nhảm, làm mất thanh danh của cán bộ. Một chiếc xe con đít vuông của thủ trưởng đi công tác, vợ tôi được lãnh đạo quan tâm cho đi nhờ lên thăm chồng ở Lạng Sơn. Trong đêm tối ở lán giữa rừng, sau cuộc gặp gỡ chồng vợ, tôi mới kịp để ý đến hai bầu vú vợ tôi cương lên, rắn như hai quả bưởi xanh và da bụng căng đầy lên lùm lùm. Tôi nghĩ mãi, đắn đo mãi, đến gần 1 giờ đồng hồ mới dè dặt hỏi, hình như em có rồi phải không? Em cũng không biết nữa. Đã 3 tháng rồi chúng mình không gặp nhau. Thế thì làm sao hả anh? Hôm anh đi em vẫn đang bệnh của đàn bà. Anh nói em chẳng hiểu gì cả. Có nghĩa là nếu có chuyện gì thì không phải là của anh chứ gì. Chắc là như thế. Thế vừa xong anh làm gì đấy? Không thể nhanh như thế. Chắc vợ tôi đã nhận ra sự vô lý ấy và không biết giải thích thế nào, đành im lặng. Tôi tiếp giọng, đã lạnh đi. Cô đã hủ hóa với anh. Tôi nói cho thằng Việt gian phản động bán nước hại dân biết nhé. Tôi căm thù anh, chính anh đã lừa gạt phá hoại đời con gái trong trắng của tôi. Vì anh tôi mới không được học hành đến nơi đến chốn. Tự nhiên, vợ tôi bật dậy, tuôn ra một tràng những lời độc địa thô bỉ. Tôi không chịu được quát lên. Cầm mồm đi. Tao đếch cầm. Mày định làm gì tao? Có muốn bỏ tao? Làm đơn đi. Tao thách đấy. Với cái lý lịch như mày, mày càng cố làm ra người tốt, người ta càng nghi, càng nói xấu ai, người đó càng được che chở, nâng đỡ. Mày tưởng có thể bêu diếu được tao đấy à? Còn đâu nhá, mục xương, nhà mày cũng không ngóc đầu lên được đâu. Tôi còn nhớ tất cả những gì đã xảy ra đêm hôm ấy chú ạ. Một chiếc ba lô vuông đựng quần áo, một túi đựng hộp zip và bàn chải đánh răng, cái bát sắt Trung Quốc, một cái ca quyết thắng buộc lùng lằng ở bên ngoài, một cái túi lưới đan bằng sợi bít tất cũ tháo ra xe lại, đựng đôi giày vải gói bằng giấy báo cũ và một cái bi đông đựng nước. Toàn bộ gia tài của người lính để lại cho thời sinh viên, rồi đời một cán bộ giảng dạy bậc đại học chỉ còn lại nhẹ bẫng ở một bên vai và một sách tay. Tôi ra khỏi gian lán hạnh phúc mà thủ trưởng vợ tôi mượn hộ của một cơ quan trung ương sơ tán ở trong rừng, lao ra khỏi lán, rồi đi đâu? Một cành cây, một hòn đá, một suối nước chảy róc rách đều có thể giúp cho cái chết không cần chuẩn bị như bây giờ. Nhưng, ngày ấy thật lạ, người ta thèm sống hơn bây giờ. Trước hết là rất sợ mang tiếng, sợ cười chê, sợ phê bình dị nghị, sợ ảnh hưởng đến người thân, dù nhà tôi không còn ai ở ngoài này, để chịu ảnh hưởng sau cái chết của tôi. Một bát ngô bung vào buổi sáng, 3 bát cơm trộn mảnh ngô hoặc mì sợi, lưng bát canh rau muống nấu muối, lọng bõng trong mỗi bữa trưa và chiều, cũng làm cho con người háo hức sống bừng bừng khí thế. Mỗi ngày sôi sục một niềm vui, hy vọng vào lý tưởng rất cao siêu ở tận đâu, nhưng lại thấy đẹp đến vô cùng. Thì ra cuộc đời của con người cũng như tình yêu, cứ để đói khát, thèm thuồng thì sống rất mãnh liệt. Còn khi con người đầy đủ đến tận cùng, họ sẽ khinh bỉ và chán trường, thậm chí chán và khinh bỉ ngay cả chính mình. Như thế thì nguy hiểm vô cùng. Ngày ấy tôi biết mình không thể ngóc đầu dậy, nhưng tôi còn khao khát một cái gì đấy, như là những kỷ niệm sống chết với đồng đội, những mong chờ ngày hòa bình thống nhất. Và những gì nữa tôi không thể biết, nhưng chính những cái đó khiến tôi thiếp đi,
và quên không chết ở giữa rừng trong đêm uất hận ấy. Còn bây giờ, sợ có lúc mệt quá thiếp đi, tôi đã phải gục đầu vào cái chuôi dao găm để không thể quên được. Hình như có bước chân rình rịch phía ngoài, tôi hoảng hốt xem lại các thứ ở bên cạnh mình. Bọc thuốc ngủ, gói ni lông trong túi áo vẫn còn, cây xanh tuyền nằm dọc theo người và con dao găm nằm ngang trên đầu vẫn còn. Tất cả còn nguyên, sẵn sàng cả. Tôi đứng dậy ra xem lại các chốt cửa và khóa, vẫn chắc chắn. Các cửa ra vào ban công trên gác cũng vẫn chắc. Yên chí không ai có thể đột nhập vào đây và vỡ ý định của mình, tôi mới quay lại giường viết tiếp cho chú. Tôi sẽ viết cho chú tất cả những gì xảy ra trong những đêm với cô ấy, và cả trong đêm nay, như kiểu giữa đêm tôi với chú ngồi chờ lấy nước, anh em mình tâm sự giải bày hết mọi điều với nhau. Dù tôi có là thằng mặt dày, nhà tôi đã đến thời mạt vận, bản thân tôi là kẻ thù không thể dung tha của chú, nhưng tôi tin cậy chú, tôi muốn giải bày nỗi niềm của mình. Tôi nghĩ cũng chỉ có chú mới là người hiểu và đồng cảm với tôi trong cảnh sống đổ vỡ, chắp vá của vợ chồng tôi, cả chú nữa. Sau cái đêm tôi quên không chết ở rừng ngày đó, chính tôi lại phải làm kiểm điểm, tôi phải viết kiểm điểm vì đã xúc phạm đến danh dự của người phụ nữ. Là một trí thức mà nó ăn nói, đối xử với vợ như vậy, là thiếu văn hóa, nặng đầu óc ra trường, hống hách không phải là một trí thức mới. Ông trưởng phòng tổ chức hành chính của trường tôi bảo, việc quan hệ của vợ tôi là thuộc về tác phong sinh hoạt không lành mạnh. Tất nhiên, vợ tôi và người kia cũng phải kiểm điểm, thậm chí phải kiểm điểm rất nghiêm khắc để rút kinh nghiệm. Nhưng tôi thì không được phép có bất cứ một lời nói, một hành động nào thiếu văn hóa, vô tổ chức, không có tinh thần xây dựng, thiếu ý thức tập thể, và còn những gì nữa tôi không thể nhớ được. Vợ tôi bị phê bình, nhắc nhở, khiển trách, cô ấy khóc lóc van xin, những đâu, tôi cũng không còn. Tôi chỉ biết rằng từ đấy về hình thức chúng tôi vẫn là vợ chồng với nhau. Về nội dung, vợ tôi ngang nhiên đi lại với ông hiệu phó, với rất nhiều lý do mà tôi càng phản đối thì càng bị khuyết điểm. Sau này ông hiệu phó bị vợ tôi làm tung hoành lên, khiến ông phải bị giáng chức và khai trừ lưu đảng. Về chuyện quan hệ thì vợ tôi như đã nghiện. Các anh nuôi, chú nuôi, thậm chí cả em nuôi. Và có một lần tôi đã bắt gặp một đứa vẫn u u còn chân như nhộng, đang bế u không còn một mảnh vải che thân dằn xuống nền nhà, khiến tôi ở cửa vào, thấy thế phải vội vàng quay ra, đóng cửa và còn thò tay qua lỗ thùng để gai chốt mà lúc trước họ vội hoặc không để ý đã để người ngoài ẩy vào dễ dàng. Đấy là khi tôi đã thành thục trong một thói quen dịu dàng lịch sự như một thằng đần, ngu hoặc bị bệnh tâm thần rất nặng mới dịu dàng lịch sự để yên cho vợ tôi tự do ăn nằm với kẻ khác. Vì sao thế? Vì sao những lần cãi chửi nhau, rốt cuộc bao giờ mình cũng là người mắc nhiều khuyết điểm hơn, tôi mới nhận ra một điều. Những con đàn bà lúc nào cũng lồng lên như bò động được kiểu vợ tôi, thì khi nào tàn tạ nhan sắc, kiệt quệ sức lực nó mới chịu thất bại. Mình muốn là kẻ chiến thắng, phải nhẫn nhục, kiên trì mà chờ đợi, mà lặng lẽ tìm kiếm một con đàn bà khác còn sức lực, còn nhan sắc trước mặt con vợ tàn phai, kiệt quệ của mình, thì mới là thằng đàn ông có trí lực cao cường. Bằng không chửi nhau vặt, đánh nhau vặt, cãi cọ vặt chỉ là thứ gãi ghẻ làm cho nó càng tức tối, khinh bỉ, và mình lúc nào cũng là kẻ thất bại. Thất bại hoàn toàn. Tôi cầm điếc ngu đần suốt 30 năm, tôi vẫn tin có ngày con vợ tôi uất lên phải cắn lưỡi mà chết vì nhục nhã. Đấy là khi các chú, các anh đã rời ra, lặng lẽ rút lui và tất cả đã quay mặt đi. Lúc ấy tôi sẵn sàng xéo lên cái rẻ rách, cười rằng đời công bằng lắm. Suốt mấy chục năm nhẫn nhục, chỉ cần một thoáng nhìn thấy giọt nước mắt chảy theo nếp nhăn ở khuôn mặt vẫn vênh lên, thách thức, ở cái khóe miệng uốn dẻo như kẹo, mỗi khi trài mồi đàn ông đã xô lệch thành méo mó. Là tôi mãn nguyện rồi. Không ngờ cái mong muốn của tôi còn mỹ mãn gấp trăm, gấp ngàn lần mà nằm mơ tôi cũng không bao giờ dám mơ tới. Nhưng cũng là khốn nạn cho tôi. Sự mãn nguyện ấy lại giết đi một tình cảm còn hơn cả ruột già. Tôi đã giáng tai họa vào chú. Nhưng xin chú cố bình tâm lại cho tôi giải bày để chú hiểu. Dù tin hay không là quyền của chú, còn bổn phận của tôi lúc này là phải nói thật. Được nói thật với chú sự đều cáng của tôi. Tôi mới mong được tha thứ. Dù đằng nào tôi cũng chết, nhưng được chú tha thứ vong hồn tôi đỡ nhục nhã hơn. Nói thật với chú, chưa bao giờ tôi dám cợt nhả ve vãn hoặc có bất cứ một mưu mô nào lừa gạt cô ấy, đưa cô ấy vào chồng. Cũng như chú còn ở nhà, máy nước vẫn chảy thất thường hôm có hôm không, tôi vẫn phải thức suốt đêm như hồi hai nghe mình rình nhau. Lúc đầu cô cũng phải rình nghe tiếng nước chảy, nhưng nhiều hôm đi làm về, lại lo chuyện trợ búa cơm nước giặt rũ cho các cháu, chắc mệt quá cối tiếp đi. Khi nước chảy đến vài ba phút cũng chưa thấy động tĩnh gì, biết cô ngủ quên, tôi phải sang đập cửa gọi. Từ hôm đó tôi bảo cứ yên chí mà ngủ, khi nào có tôi gọi, không phải thấp thỏm làm gì.
Bao giờ tôi cũng để cô ấy lấy trước, nếu hết tôi và xóm gánh nước giếng. Có những ngày không có nước chảy, tôi gánh cả cho cô ấy. Về sau tôi bảo cứ để mặc tôi lấy cho cả hai nhà, để cô khỏi vất vả. Cô ấy rất ngại, nhưng thấy tôi sốt sắng và kiên quyết. Cô cũng để tôi giúp, nhưng hễ thấy tôi xách xô chậu ra hứng nước, là cô thức dậy rửa sẵn xô chậu nhà mình và pha chè mời tôi. Sau này có tiền chú gửi về, cô còn mua thuốc lá và kẹo. Cô hôm mẹ con làm bánh rán ăn, cô ấy cũng để phần. Đi liên hoan có thuốc lá đều lấy phần cho bác. Sự thân thiết tự nhiên cứ diễn ra giữa đêm hôm khuya khoát chỉ có hai anh em. Đến giữa tháng chạp, khi mọi người nháo nhác sắm Tết, tôi thấy cô ấy buồn, thở dài phàn nàn. Tâm nhà cháu mải làm ăn, viết thư ra bảo Tết bận không về được. Tôi rất thương tình cảnh mẹ con vắng vẻ nhưng không biết ý chú như thế nào nên chỉ im lặng. Rồi cô nhờ tôi gói bánh chưng 23 Tết, gói cho các cháu nó ăn dần. Cũng là vì để cho các cháu nó đỡ tuổi chứ cháu thiết gì. Rồi đêm 24, mưa to, lạnh buốt như châm kim. Tôi xách xô nước vào, đi qua nhà, xuống bếp, giao xô cho cô, đổ vào bể như mọi khi vẫn làm. Đổ nước xong, cô đưa lại xô cho tôi thì điện tắt. Tôi cầm lấy quay và chạm vào tay cô. Không hiểu sao, tại sao lúc ấy tôi lại nắm cả bàn tay ấy với quay xô trong tay tôi. Cô để nguyên cho tôi bóp chặt bàn tay mình. Thế rồi, sự việc bắt đầu đơn giản và dễ dàng đến nỗi cả tôi và cô đều không tin vì sao lúc ấy lại chỉ có thế mà để xảy ra câu chuyện tày đình này. Tôi đã đếm được 267 viên thuốc ngủ, đếm từng viên rất cẩn thận và uống hết bằng hai cốc nước sôi để nguội. Tôi cũng đã kê bàn ra giữa nhà và buộc xong dây xanh tuya và móc quạt trần. Tôi đã trèo lên bàn và trèo lên ghế đầu, thử làm mọi động tác rồi mới bước xuống để viết tiếp cho chú mấy dòng cuối cùng này. Chú Tâm ơi, như thế là cái chết của tôi ăn chắc 100% rồi. Tôi cũng đã trình bày với chú về những đêm thật sung mãn mà không ai có thể ước được như tôi. Và rất lạ lùng là sức lực tôi suốt bao nhiêu năm bị con vợ nó chê là bất lực mà lại làm được cô ấy thỏa mãn. Có lúc cô ấy ghì giết lấy tôi mà van nài: anh ơi đừng bỏ em anh ơi, đừng bỏ. Cũng tội cho cô ấy. Tôi biết cả đời cô ấy tìm một sự phù hợp mà không được. Vì thông minh nhạy cảm là nguyên nhân chính để đẩy người đàn bà liên tục mắc sai lầm. Nên tôi đã khuyên cô, và bây giờ một lần nữa tôi thành thật khuyên chú là cả hai người hãy dũng cảm mà quên nhau đi. Xa nhau ra lúc nào, thấy thích lên thì về với nhau, xong lại phải nhanh chóng mà xa nhau ra. Con người ta chỉ chia sẻ cho nhau cái khổ, cái nhục, cái thiếu đói. Còn khi đã no, đã sướng, đã đủ và đầy rẫy vinh quang, ai dạy gì mà xẻ ra, nhất là xẻ để nó bằng hoặc hơn mình. Quên và xa nhau sẽ còn thấy nhớ thương, còn tình nghĩa với nhau. Là vì lúc người ta ngoại tình, chính là lúc người ta không thể liên quan, không cần đến anh trên bất cứ một lĩnh vực nào. Nếu thực sự là thằng đàn ông có tư cách, chú phải biết quên nó đi, cắm mặt xuống mà quên nó. Còn mình thì phải nuôi trí, nhất định phải nuôi trí mà trả thù đời bằng mọi giá, để vượt lên trên nó, hơn nó. Quyết trí để mất thì còn, quên người thì người nhớ, nếu không dám quên và mất thì chết đi còn hơn. Sự đeo đuổi, cố bám, cố níu kéo, dai dẳng và kiên trì, mong đợi tình yêu ở một con vợ đã nhiều lần phản bội mình, thực chất chỉ là cái chết kéo dài, không có tiếng khóc thê lương, chỉ có sự khinh bỉ tầm lợm và uất giận của mọi người. Có thể ý nghĩ của tôi là quái gở, nhưng tôi đã chiến thắng. Bây giờ thì tôi chết được rồi. Chỉ cần bước lên bàn rồi bước lên ghế đầu, chui đầu vào cái thòng lọng, làm hậu thuẫn cho 267 viên thuốc ngủ là chắc chắn tôi sẽ thanh thản mà giã từ mọi người. Xin đừng ai nghi ngờ về cái chết này, không được làm phẫu thuật trên thi thể của tôi. Có phẫu thuật hàng nghìn lần cũng không thể tìm thấy nguyên nhân của cái chết. Nếu không hiểu rằng tôi đã đau khổ, đã mất quá nhiều, đã kiên trì mai phục quá đâu, và rất may mắn là tôi đã giành thắng lợi trước vợ tôi, và tôi may mắn hạnh phúc hơn hàng nghìn hàng vạn người khác. Tóm lại là tôi đã mãn nguyện. Xin vĩnh biệt tất cả, vĩnh biệt chú Tâm, người hàng xóm tốt bụng như ruột thịt của tôi. Đọc xong lá thư tuyệt mệnh của lão Địa, anh trai Tâm đứng dậy thở dài ngao ngán. Thì ra hắn vẫn là hắn, như bố hắn 60 năm trước đã từng mua rời Có Văn Tự. Nhưng trách là trách em thôi. Tại sao nó lại cả tin đến mức ra vợ mình cho hắn đỡ đần những lúc đêm hôm khuya khoắt? Cả con vợ lão nữa, mù chơi bời lão Điện đến mức ấy mà lại không biết cả năm thả lòng thằng chồng như thế, thì không thể nào tránh khỏi chuyện bậy bạ sẽ xảy ra. Hắn cũng là một thằng người kia mà. Chỉ thương em thôi. Gần 50 tuổi đầu vẫn còn ngây thơ, dại dột, tưởng hàng xóm với nhà mình là một. Làm gì có chuyện quái gì ấy? Nghĩ là vậy, nhưng ông biết nói gì với em trai mình mà lúc nó đang mê mẩn như thế này.
Đồ Sơn, 6 giờ 10 phút ngày 8 tháng 11 năm 1999. Hà Nội, 9 giờ 5 phút ngày 2 tháng 5 năm 1999. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm Tiểu thuyết Hai Nhà của cố tác giả nhà văn Lê Liệu. Và Đình Duy chắc chắn rằng cái kết của câu chuyện sẽ khiến cho chúng ta có nhiều suy nghĩ cũng như là những ý kiến đưa ra. Rất mong quý vị khán giả có thể đưa ra cái ý kiến cá nhân của mình sau khi nghe trọn vẹn tác phẩm truyện tiểu thuyết Hai Nhà này. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.